Xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm cách khắc phục khi mà live quiz bị treo. Như các bạn thấy, khi live quiz bị lỗi, chúng ta có thể là xảy ra cái trường hợp chúng ta không có làm được gì trên cái phần mềm cả, và nó sẽ bị hỏng cái phần mềm, chúng ta không có điều khiển được nữa. Thì chúng ta khắc phục bằng cách nào? Thay vì việc mà chương trình bắt chúng ta phải khởi động lại máy, hoặc chúng ta phải là xóa cái phần mềm đi, nhưng mà khi mà các bạn entac cái phần mềm rồi thì nó sẽ xảy ra trường hợp là chúng ta không vào được lại live quiz nữa, mà bắt buộc chúng ta phải khởi động lại máy. Như vậy là sẽ mất thời gian để chúng ta làm việc. Thì để làm sao mà khi các bạn khắc phục cái lỗi đó mà các bạn sẽ thể tắt được live quiz đi và khởi động lại được ngay, thì trước tiên các bạn sẽ trên bàn phím, các bạn nhấn tổ hợp phím Control and Delete, tức là Control and Den. Khi các bạn ấn Control cộng phím An và phím Delete, thì các bạn chỉ việc giữ phím Control thứ nhất, phím An, và sau đó chúng ta nhấn phím Den. Thì như vậy thì cửa sổ nó sẽ xuất hiện, cửa sổ là Windows Task Manager. Thì các bạn sẽ thấy phần mềm Avid Live Quiz ở đây chúng ta đang bị treo, đúng không? Thì thông thường các bạn sẽ kích vào đây, các bạn chọn Entac. Như vậy nó sẽ có thể gây ra một số lỗi, hoặc là chúng ta sẽ không vào lại được Live Quiz nữa, mà bắt buộc chúng ta phải khởi động lại Windows. Như vậy thì cái cách để làm sao chúng ta là thoát hoàn toàn được khỏi Live Quiz, thì các bạn chỉ việc kích phải chuột vào Avid Live Quiz, chọn Go to Process, thì ngay lập tức thì nó sẽ nhảy đến ở phần cửa sổ Process. Các bạn chọn là Studio U. Thì nếu các bạn quen rồi thì chúng ta không phải kích vào đây để chúng ta go to đến nữa, mà các bạn chỉ cần nhớ cái tên của nó là Studio U.mod. Chỉ cần chữ này thôi là các bạn có thể tìm đến. Các bạn có thể nhấn phím S để nó sẽ nhảy đến cái tên của nó. Sau khi nhảy đến xong thì các bạn chỉ việc Entac phần End Process, thì tự động chương trình sẽ thoát khỏi live quiz mà các bạn có thể khởi động được ngay. Và các bạn chọn End Process, như vậy là thoát khỏi hoàn toàn live quiz. Bây giờ các bạn hoàn toàn có thể khởi động lại Avid live quiz bình thường.